Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ 6 ngày 11 tháng 6 năm 2021 và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Canh Dần, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỵ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Câu Trần. Vài ngũ hành niên mệnh, tùng bách mộc, ngày canh dần, tức can khắc chi, nghĩa là kim khắc với mộc, và ngày hôm nay là ngày cát. Vài nạp âm, tùng bách mộc, kỵ tuổi, giáp thân, mậu thân, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi, canh ngọ, mậu thân, bính thìn, thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày dần, lục hợp với hợi, tam hợp với ngọ và tuất, thành hỏa cục, xung với thân, hình tý, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dầu. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Nhâm Dần, mậu thân, giáp tý, giáp ngọ, tuổi xung trong tháng, tuổi mậu tý, nhâm tý, canh dần. Vài các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Đức Hợp, tốt mọi việc, sao Thiên Hỷ, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao Thiên Phúc, tốt mọi việc, sao Thiên Mã, tốt cho việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết, cầu tài lộc, sao Ích Hậu, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao Tam Hợp, tốt mọi việc, sao Mậu Thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Thiên Thủy, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Hoàng Sa, xấu đối với xuất hành, sao Bạch Hổ, kỵ về an táng, sao Lôi Công, xấu đối với xây dựng nhà cửa, sao Cô Thần, xấu đối với cưới hỏi, sao Thổ Cẩm, kỵ về xây dựng nhà cửa, an táng, sao Ly Sàng, kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần, hướng Tây Bắc, Tài Thần, hướng Tây Nam. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày 11 tháng 6 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ 6 ngày 11 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ 6 này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có chính quan độ mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tý đang có được sự che chở trên con đường công danh, sự nghiệp với mình, cho nên bạn đạt được những bước tiến mới trong công việc. Và các thần này nâng đỡ giúp cho bạn mệnh tuổi Tý phát huy được năng lực của mình trong ngày hôm nay nữa. Với bạn tuổi Tý, bạn là người có trách nhiệm với công việc, không ngại khó, ngại khổ để làm được những điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Do đó, với bạn có thể giành được sự ưu ái từ phía cấp trên trong ngày hôm nay nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy, đối với những bạn đã có đôi có cặp sẽ có được một ngày tràn đầy hạnh phúc bên nửa kia. Nụ cười ở trên môi hai bạn khiến cho ai nấy thấy tình yêu có sức mạnh đến như thế nào. Và tinh thần lạc quan phơi phới khiến cho ai nấy đều phải ngưỡng mộ vì tình cảm của hai bạn nữa.
Vài từ vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, công danh sự nghiệp phát đạt, được bước tiến mới. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy có cơ hội phát huy năng lực của mình trọn vẹn. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa có trách nhiệm, dám đương đầu với thử thách. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ được cấp trên yêu ái nhờ vào sự chăm chỉ, chịu khó. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, tình cảm ngọt ngào, tinh thần làm việc lạc quan, phơi phới. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 11, số 70, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Sửu thứ 6 ngày 11 tháng 6 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ 6 này với bạn tuổi Sửu á, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Sửu đang thiếu đi sự tập trung vào công việc của mình, cho nên hiệu quả làm việc của bạn bị giảm sút. Và nếu như bạn mệnh tuổi Sửu không nhanh chóng tự chấn chỉnh lại thì có thể sẽ bị cấp trên nhắc nhở nữa. Trong ngày này với bạn tuổi Sửu, nếu như bạn cảm thấy lo âu, trăn trở thì đừng có vội vàng đưa ra bất cứ quyết định hay là hành động vội vã nào. Bạn cần phải tĩnh tâm rồi bạn sẽ có câu trả lời cho mình mà thôi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có mộc hỏa tương xung. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay cũng không được tốt cho lắm. Cái chuyện tình duyên của bạn đang có sự ảm đạm. Bạn mệnh bận rộn giải quyết những vấn đề trong cuộc sống, cho nên chẳng hề quan tâm gì tới chuyện yêu đương. Đó không phải là mối quan tâm hàng đầu của bạn trong cái thời điểm này. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim đang thiếu đi sự tập trung, khiến cho hiệu suất công việc bị giảm sút. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy nên sớm chấn chỉnh lại thái độ trước khi bị cấp trên nhắc nhở. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa không nên vội vàng đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ tình duyên ảm đạm, đôi bên thiếu đi sự quan tâm lẫn nhau. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc bận rộn giải quyết công việc thay vì quan tâm tới tình cảm cá nhân. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 13, số 81, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ 6 ngày 11 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ 6 này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Dần, bạn có đầu óc linh hoạt, khôn khéo, có thể đưa ra được những ý tưởng rất có ích cho tập thể vào ngày hôm nay nữa. Bạn mệnh tuổi Dần hãy mạnh dạn đưa ra ý kiến, giúp đỡ mọi người, bạn chắc chắn sẽ được cấp trên đánh giá rất cao nữa. Và đây cũng là thời điểm để cho bạn tuổi Dần bứt phá trên chặng đường đua về quyền lực. Bạn tuổi Dần có thể thể hiện được khả năng ứng biến linh hoạt và có những cách ứng xử sáng tạo, gây được ấn tượng với tập thể về năng lực làm việc của mình trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Dần cũng đang gặp ngày có mộc khí vượng. Cái điều này sẽ có thể ảnh hưởng phần nào tới sức khỏe của bạn. Các vấn đề về gan, thận có sẽ làm phiền tới bạn trong ngày. Bạn mệnh nên tránh việc sử dụng những đồ uống có chất kích thích, hạn chế rượu bia, thuốc lá để không khiến cho sức khỏe của mình thêm phần tồi tệ hơn. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy đưa ra những ý tưởng có ích cho tập thể nhờ đầu óc linh hoạt. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa mạnh dạn đóng góp ý kiến, xây dựng được những kế hoạch. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ tranh thủ cơ hội để bứt phá trên chặng đường đua về quyền lực. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc gây ấn tượng nhờ khả năng ứng biến linh hoạt. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim chú ý dưỡng sinh cho gan,
tránh dùng những đồ uống có chất kích thích. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 78, số 80, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Hợi, tuổi Mão. Tử vi tuổi Mão thứ 6 ngày 11 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ 6 này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Mão đang gặp được ngày có chính ấn nâng đỡ và đây là báo hiệu cho bạn thăng tiến trong công việc ngày hôm nay. Bản mệnh tuổi Mão biết được thế mạnh của mình, đồng thời cũng có nhiều cống hiến và nỗ lực để hoàn thành công việc, nhờ thế mà gặt hái được rất nhiều thành công. Và với bạn tuổi Mão, có thể trong thời gian tới, bản mệnh sẽ gặp phải nhiều thử thách. Song nếu như bạn vượt qua được, thì những điều tốt đẹp đang chờ bạn ở phía trước. Bạn đừng quên những thách thức đó cũng là phép thử để cho bạn nhìn rõ xem mình đang đứng ở đâu và đang có trong tay những gì. Và trong thời điểm này với bạn tuổi Mão, bạn lười tập thể dục thể thao, đó là lý do cơ thể của bạn trở nên trì trệ. Bạn tuổi Mão có thể chạy bộ mỗi sớm hoặc là tối hoặc tập thể dục thể thao ngay trong nhà mình vào bất cứ thời gian nào. Đừng có để cho cơ thể mình nghỉ ngơi quá lâu vì nó lại càng làm cho bạn trở nên lười biếng hơn mà thôi. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy có được báo hiệu thăng tiến trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa biết được thế mạnh của bản thân mình để cống hiến hết mình. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, cơ hội đi kèm cả thách thức không nhỏ. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, thử thách là phép thử để nhìn lại bản thân. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, chú ý tập luyện thể dục thể thao thường xuyên để duy trì sức khỏe. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 25, số 67, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ 6 ngày 11 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ 6 này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Thìn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hội phù trợ, cho nên bạn gặp được nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Càng ngày hai bạn càng nhận ra có rất nhiều điểm chung lý thú giữa hai người, và qua thời gian mọi người đã dần dần nhận được sự khác biệt của nửa kia để dung hòa lẫn nhau. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thìn, bạn cũng đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này báo hiệu cho bạn đang có được những tin vui về con đường tài lộc. Và hôm nay quả là một ngày ngập tràn niềm vui tới với bạn. Với bạn tuổi Thìn, bạn có được sự khéo léo giúp cho bạn xây dựng được nhiều mối quan hệ quý giá. Bạn được lòng rất nhiều người và nhờ vào các mối quan hệ mà công việc của bạn cũng trở nên trôi chảy. Kiếm tiền cũng dễ dàng hơn nhiều, tài chính được rủng rỉnh tạo điều kiện để cho bạn thực hiện các kế hoạch mà bạn đã ấp ủ bấy lâu. Vài tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, tình cảm được suôn sẻ, đôi lứa hạnh phúc. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, chấp nhận điểm khác biệt và tìm cách dung hòa với nửa kia. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, tài lộc có tin vui, tài chính dư giả. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, xây dựng được các mối quan hệ quý giá, tốt đẹp trong công việc. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, tiền bạc kiếm được dễ dàng, yên tâm thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 20, số 63, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Dậu.
Tử vi tuổi Tỵ thứ sáu ngày 11 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ sáu này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Tỵ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân Tỵ Hợi. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tỵ cần phải đề phòng kẻ tiểu nhân xung quanh mình đang tìm cách cản trở công việc của bạn. Kẻ đó chẳng những ngấm ngầm hãm hại bạn mà còn lớn tiếng vu oan đổ tội cho bản mệnh, vừa ăn cướp vừa la làng. Trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tỵ, bạn cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này còn khiến cho việc hợp tác của bạn trong ngày hôm nay với đồng nghiệp trở nên khó khăn, không được suôn sẻ. Cả hai đều có quan điểm riêng và ai cũng cho rằng ý kiến của mình là hợp lý, chẳng ai chịu nhún nhường ai, dẫn đến xung đột nghiêm trọng xảy ra. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tỵ, hạnh phúc khi luôn có nửa kia ở phía sau lưng, sẵn sàng động viên, an ủi, ủng hộ cho bạn bất cứ lúc nào. Với những khó khăn trong cuộc sống, công việc, mỗi lần chia sẻ với người ấy, bạn đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thậm chí, nhiều khi đối phương còn đưa ra những lời khuyên hết sức hữu ích cho bạn nữa. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, đề phòng kẻ tiểu nhân bên cạnh, tìm cách cản trở công việc. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, có thể bị kẻ xấu vu oan, ngấm ngầm hãm hại. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, hợp tác với đồng nghiệp gặp nhiều trục trặc. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, xung đột quan điểm với đồng nghiệp khiến cho công việc của bạn bị trì trệ. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, nhận được sự ủng hộ, khích lệ từ nửa kia. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 30, số 49, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ngọ thứ sáu ngày 11 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ sáu này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Ngọ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần Ngọ Tuất phù trợ. Cái điều này mang đến cho bạn tuổi Ngọ có được những điều kiện thuận lợi cho bạn trong công việc. Và với bạn tuổi Ngọ, bạn có được sự nhiệt tình, lúc nào cũng hăng hái xung phong dẫn đầu trong mọi công việc được giao. Tuy nhiên, bạn lại hay cả thèm chóng chán, cho nên hiệu quả công việc cũng thường không được cao cho lắm. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Ngọ là bạn cần phải bình tĩnh quan sát tình huống hơn, đồng thời rèn luyện tính kiên trì nếu như bạn muốn đạt được thành công với sự mong muốn trong tương lai. Chứ nếu như bạn cứ làm đâu bỏ đấy thì chẳng có cấp trên nào muốn giao nhiệm vụ quan trọng cho bạn nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này mang đến cho bạn tuổi Ngọ có được những điều tốt đẹp trong chuyện tình cảm. Nhưng dường như với bạn tuổi Ngọ lại đang để cho mạng xã hội chi phối quá nhiều về chuyện tình cảm của mình thì phải. Bạn đừng cứ thứ gì cũng khoe lên Facebook một cách hào nhoáng như vậy. Bạn nên nhớ là mạng xã hội là con dao hai lưỡi, khi chia sẻ tất cả mọi chuyện riêng tư, đời sống cá nhân của bạn lên đó nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, công việc thuận lợi nhờ sự nhiệt tình và hăng hái. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, dễ dàng chán nản rồi bỏ dở công việc giữa chừng, cho nên hiệu suất công việc không được cao. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa nên rèn luyện tính kiên trì nếu như muốn đạt được thành công. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, tình duyên tốt đẹp, hạnh phúc trong tầm tay. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, đừng có để cho mạng xã hội chi phối tình cảm của bạn. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 50, số 79, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất.
Tử vi tuổi Mùi, thứ sáu, ngày 11 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ 6 này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Mùi đang gặp ngày có kiếp tài giáng họa. Cái điều này khiến cho con đường tài lộc của bạn trong ngày hôm nay không được tốt cho lắm. Bạn tuổi Mùi đang có điềm báo tiền bạc trong túi của mình rõ ràng như vậy, nhưng có thể sẽ bay biến bất cứ lúc nào nếu như bạn không cân nhắc lại trong việc chi tiêu. Ngoài ra, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Mùi, bạn cũng cần phải tỉnh táo và sáng suốt khi nghe theo những lời khuyên của người khác. Đừng có cả nể, cả tin quá mà quyết định sai lầm, cuối cùng tiền bạc vất vả lắm mới kiếm được lại tan biến thành mây khói. Trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Mùi cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này khiến cho cái chuyện tình cảm của bạn với người ấy nảy sinh nhiều mâu thuẫn, tranh cãi liên miên. Có nhiều vấn đề phát sinh nhưng không được giải quyết triệt để, khiến cho mâu thuẫn càng ngày càng căng thẳng, nặng nề hơn. Vài tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, tài chính ảm đạm, tiền bạc không có nhiều. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, không cân bằng trong việc thu chi, dẫn đến khó tụ tài. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, nên sáng suốt, tỉnh táo khi nghe lời khuyên của người khác. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, đừng cố vì cả tin cả nể mà quyết định sai lầm. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, đôi lứa nảy sinh nhiều mâu thuẫn, tranh cãi liên miên. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 56, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu cà phê, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Hợi, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân, thứ 6, ngày 11 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ 6 này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Thân đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, dần Thân Tỵ Hợi. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Thân gặp phải nhiều điều không như ý trong vận trình của mình ngày hôm nay. Và với bạn tuổi Thân, có thể sẽ phải trải qua một ngày làm việc cật lực và hiếm khi nhận được sự giúp đỡ của bất cứ ai. Bạn nên cố gắng hết sức mình, đừng có bày tỏ sự bất mãn với mọi người xung quanh. Trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thân lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Thân, nếu như bạn cứ cố gắng, nỗ lực không ngừng thì đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận được một phần thưởng xứng đáng với mình mà thôi. Và đó có thể là một khoản tiền kha khá khiến cho bản mệnh có thể sống thoải mái trong một thời gian nữa. Và ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý muốn. Đối với những bạn đang còn độc thân, mãi mê theo đuổi sự nghiệp cùng những thú vui cá nhân riêng của mình mà không buồn kiếm nửa kia, tình yêu chưa thực sự có được sức hút đối với bạn trong cái thời điểm này, khi mà bạn còn muốn tận hưởng cuộc sống độc thân, tự do, không có gì ràng buộc nữa. Vài tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, vận trình không như ý, vất vả một mình. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, cố gắng làm việc tốt của mình, tránh tỏ thái độ bất mãn. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, rồi sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng nếu như bạn cố gắng không ngừng. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, có thể nhận được khoản tiền thưởng kha khá sau những nỗ lực bền bỉ. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, đối với những bạn đang còn độc thân, mãi mê theo đuổi sự nghiệp, bỏ bê tình cảm. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 20, số 50, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Dậu, thứ 6, ngày 11 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày của chính tài nhập cục,
Cái điều này làm cho bạn thủy dậu không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc khi mà bạn đang có được nguồn thu nhập khá ổn. Và đây không phải là may mắn từ trên trời rơi xuống mà đến từ sự cố gắng không ngừng của bạn từ bấy lâu nay. Và thời điểm này với bạn thủy dậu, bạn nên có kế hoạch đầu tư về tài chính hoặc là tiết kiệm để dành dụm cho những lúc cần thiết. Đó có thể sẽ là phương án tốt vào lúc này cho bạn. Bạn đừng có thấy tiền bạc dư dôi mà phung phí quá đà, mua sắm vô tội vạ, khiến cho tiền núi cũng sẽ hết mà thôi. Trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Dậu, lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Cái điều này cũng khiến cho những mâu thuẫn giữa bạn và người ấy chưa đi đến hồi kết. Dường như cả hai vẫn chưa đủ kiên nhẫn để lắng nghe đối phương, cũng như là gạt bỏ cái tôi sang một bên. Và bạn tuổi Dậu nên nhớ rằng không ai là hoàn hảo cả, và lòng vị tha là liều thuốc bổ cho tình yêu đó bạn tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, không cần lo lắng về tiền bạc, thu nhập được ổn định. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, nên có kế hoạch về đầu tư tài chính hoặc là tiết kiệm rõ ràng. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, chớ nên phung phí quá đà bằng việc mua sắm vô tội vạ. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, mâu thuẫn giữa đôi lứa vẫn còn căng thẳng. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, cái tôi cá nhân quá cao khiến cho đôi bên không muốn lắng nghe đối phương. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 48, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tuất thứ 6 ngày 11 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọa Tuất phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tuất gặp được nhiều chuyện may mắn trong ngày hôm nay khi có cát khí lan tràn, và bạn hoàn toàn có thể có được những điều mà mình muốn. Quý nhân ở bên dẫn lối cho những bạn đang còn độc thân tìm thấy được một nửa yêu thương của cuộc đời mình. Và trong công việc của bạn tuổi Tuất ngày thứ 6 này cũng đang tiến triển rất thuận lợi. Cái mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa khiến cho bạn nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Mỗi khi công việc của bạn xảy ra vấn đề gì khó khăn, gặp trục trặc. Ngày này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy bạn là người rộng rãi và ôn hòa. Chính vì vậy, bạn dễ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh. Với những người không chi li, tính toán, luôn sống một cách rất thoải mái, và bạn cũng vậy, tài lộc của bạn đến với bạn một cách bất ngờ nữa. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, cát khí lan tràn, ngập tràn may mắn. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, quý nhân dẫn đường cho những bạn đang còn độc thân tìm được một nửa yêu thương. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, công việc tiến triển thuận lợi nhờ mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, luôn nhận được sự giúp đỡ kịp thời khi gặp phải những khó khăn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, nhận được sự yêu mến của mọi người nhờ tính cách rộng rãi. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 45, số 76, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dậu, tuổi Mão. Tử vi tuổi Hợi thứ 6 ngày 11 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ 6 này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Hợi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành dần Hợi nhị hợp. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Hợi đang xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp, hài hòa trong ngày hôm nay. Mọi người đều yêu mến bạn vì tính tình thật thà, hết lòng vì mọi người, và chính bạn cũng cảm thấy cuộc sống như vậy thật là thoải mái.
Trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Hợi ạ, lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo, có những chướng ngại vật chất liên quan tới vấn đề công việc hoặc là đời sống cá nhân của bạn có thể xảy ra trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, với bạn sẽ có thể xoay sở tốt trong mọi tình huống để hoàn thành các kế hoạch mà mình đã lập ra nếu như đầu óc của bạn luôn giữ được sự tỉnh táo. Và bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy cái mối quan hệ của bạn với những thành viên trong gia đình đang có được sự hài hòa. Bạn và nửa kia luôn chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống. Khi có bất cứ bất đồng quan điểm gì, hai người luôn bình tĩnh thảo luận với nhau để cùng tìm ra hướng giải quyết vấn đề sao cho hợp tình hợp lý nhất có thể. Và tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa xây dựng được quan hệ xã giao tốt đẹp, hài hòa. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, công việc hoặc là cuộc sống có thể gặp chướng ngại vật chất bất ngờ. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc xoay sở tốt trong những tình huống khó khăn. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, gia đạo êm ấm, vợ chồng thuận hòa. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy sẵn sàng chia sẻ những khó khăn với nửa kia để cùng tìm cách giải quyết. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 23, số 49, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào, gặp lại.